Chào mừng anh em, một buổi trưa thật là hiệu quả. Giới thiệu cho anh em, hai dàn phay lên đường đi duy nhất Vũ Thư, duy nhất Kiến Xương và Tây Ninh Tiền Hải. Dàn phay 2m2 và dàn phay 2m, cực là đẹp, đẹp xuất sắc luôn anh em ơi. Em vừa về một lô đây, toàn con đẹp, ốc vàng trẹ luôn đó. Con này con phay 2m, quá sang giá luôn. Lên đường ngay cho nóng phục vụ anh em. Chỉ sau có khoảng tầm chưa đầy một tiếng đăng bài, em đã chốt ngay được hai em đây rồi. Còn rất là nhiều hàng đẹp, hàng tuyển. Anh em có nhu cầu thì alo em. Rin từ những con ốc luôn. Đó. Quá đẹp, dao thì như mới luôn anh em. Đó, em quay lại để cho lưu vào Facebook, lưu hộ em cái kỷ niệm ngày hôm nay. Phay cực đẹp lên đường. Wow, chà, cái nước sơn của nó chật, bóng lơ luôn. Sao nó sáng thế, sáng quá này. Giờ để rời nắng này, chói hết cả mắt. Đó. Tất cả dao, lưỡi dao đẹp, đẹp lắm. Đẹp kinh khủng luôn. Dàn zin anh em nhé. Tất cả hàng em nhập về là toàn hàng zin. Quá xuất sắc luôn. Anh em nào có nhu cầu thì alo cho em. Còn rất là nhiều. 1m8 này, 2m này, 2m2 này, 2m4 này, 2m8 này, 3m5. Em vừa về cái đống hàng này gần 200 tỏi. Nên là anh em mua nhanh để ủng hộ cho em thu vốn nhé. Rồi, em giới thiệu qua với anh em thế thôi. Em xin kết thúc livestream tại đây. Anh em nào cần thì alo trực tiếp cho em. Alo, tiền cọc vào tài khoản là lên đường. Anh em chỉ cần cọc tiền xe thôi, 500 một triệu ok, là hàng lên đường tới cho anh em. Kiểm tra xem có đúng như hình ảnh, đúng như livestream không thì bắt đầu là anh em mới thanh toán. Còn nếu mà không đúng hàng như em quay hoặc gửi ảnh cho anh em phạt tiền đền gấp đôi giúp em. Xin thân ái, hẹn gặp lại.